lên tới những vùng phản xạ của cơ thể con người chúng ta để chúng ta có thể điều chỉnh. Ở đây chúng ta sẽ có những cái vùng phản xạ rất là nhiều, chúng ta có ở trên đầu, chúng ta có ở tai, ở mặt, ở tay, ở chân, vân vân. Tất cả những cái vùng đấy đều là những vùng phản xạ chúng ta sẽ nghiên cứu từng bước một. Đây là các vùng phản xạ trong cơ thể. Trước hết là chúng ta có trên vùng đỉnh đầu. Trên vùng đỉnh đầu của chúng ta thì từ năm 1891 thì có hai tác giả, Bokman và Lệ Boka. Hai ông này đã nhờ giải phẫu họ tìm ra được 32 vùng, người ta gọi là 32 vùng đỉnh khung, 52 vùng tất cả ở trên đỉnh đầu của chúng ta, và mỗi một vùng nó sẽ tương ứng với lại một cái chức năng nào đó trong cơ thể của chúng ta. Nhưng anh chị em cũng lưu ý cho tôi như thế này, 52 vùng này là chia đôi, người ta tạm gọi là 52 vùng. Nhưng 52 vùng này được chia ra, thứ nhất là vùng cảm giác, và thứ hai là vùng tâm linh. Nó khổ nỗi như thế này, có những bệnh nhân khi bị chấn thương vào trong vùng đầu, tôi lấy giả sử bây giờ nó vào cái vùng, người ta gọi là cái vùng xúc giác, thì cảm giác là gì, là cái chúng ta có thể sợ này. Còn cái vùng tâm linh đó, là chúng ta, nó nằm ở cái nhận thức nghiệp hơn. Ví dụ bây giờ tôi nói tay giả sử vậy, một người nào đó người ta cầm cái, thì người ta biết đó có rằng là cái micro, nhưng mà khi người ta bị tổn thương, người ta biết cái này chỉ quen lắm, mà hỏi cái này là cái gì, người ta biết. Người ta biết cái này tôi quen lắm, tôi hỏi cái này là cái gì, thì người đó bị tổn thương được tổn thương của tâm linh, vô cảm giác người đó không bị tổn thương. Đó, anh chị em lưu ý cho tôi, nó có sự phân biệt như vậy. Hoặc là có người bị rối loạn có một ngôn ngữ. Cái vùng ngôn ngữ nó cũng chia ra một hàng của cảm giác, người ta nhìn thấy, người ta biết được, người ta nhìn vào trong sách, người ta biết chỗ này chỗ nào, bảo chỗ này là gì, không đọc được chỗ nào, nhưng mà người ta biết, bảo không biết. Nhưng mà gặp có những bệnh nhân đó đang bị chấn thương đầu, não, tư vân vân, họ biết này, không biết, nhưng chỗ này quen lắm, họ bảo chỗ này chỗ gì, tôi biết, không đọc được, tôi biết mà tôi không đọc ra được chỗ gì. Hoặc là có những trường hợp chúng ta thấy chúng ta nhìn những người đó quen lắm mà không hát tên nào. Đó là cái vùng tâm linh của chúng ta. Còn mình cảm giác thì vẫn còn nhận diện được, sờ được, biết cái đó là cái bỏ qua đó là gì. Đây là cái để cho anh chị em nắm được cái chuyện này. Sở dĩ tôi phân ra cho anh chị em để làm gì, để sau này ví dụ anh chị em biết chúng ta có vùng gọi là vùng ngôn ngữ, có vùng thị lực, có người nhìn thấy đó, và hỏi cái đó là cái màu da là gì. Trước đây thì họ nói không, bây giờ bảo nhìn thấy không? Có, mà cái gì không nói được cái đó. Thì cái miền tâm linh của nó bị tổn thương, chúng ta thấy ở trong não chúng ta nó có những cái vùng ta gọi là cảm giác, và những cái vùng tâm linh. Sau này á, anh chị em biết được bệnh nhân đó là bị tổn thương ở vùng nào, tổn thương vùng cảm giác hay vùng tâm linh, để chúng ta có cái hướng điều trị người ta dễ dàng hơn. Và đó là cái vùng não, xong rồi ta chia nó ra, công nhận là các nhà nghiên cứu có tìm được cái vùng não như vậy, cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mà cũng chính vì vậy ấy, mà có thể là sẽ giải thích cho chúng ta nhiều điều. Có những người sau khi bị chấn thương não sau trần mổ, cái vết dao đó đặt trúng ngay cái vùng tâm linh, nó không hồi phục hoặc là nó hồi phục chậm. Có những người sau khi mổ xong rồi họ không nói cái đó, thì bây giờ anh chị em có cách như thế nào? Thông thường sau vết mổ 6 tháng thì nó sẽ dẫn đến con cầm cái này là đừng quay cái này, cầm cái này. Thường thường là sau các vết mổ từ 6 tháng thì nhiều khi có những trường hợp chúng tôi tạm gọi là chó nát tại quần, là như thế này. Có một bệnh nhân nào đó
bị tổn thương thì sau đó mổ thì nào đi mổ chạm hay vào cái mổ nữa ở đó người đó nhìn thấy mà nó không được mà người ta đã đến phần đến tháng đến năm rồi à, khi đã tới chúng ta đó mà tới ăn rồi đấy thì trong đầu chúng ta nhìn thấy nửa tháng nữa là phục hồi trong thầy mạnh dạng thì bố vô nay vậy mà tôi điều trị nó nửa tháng sau đó các bạn đúng nửa tháng sau bệnh nhân mới có lành thổi người ta buồn lên bọn thầy nó giỏi lắm này kia và thực sự nó không có đó là do cái quy chế cái quy luật thì điều này chị em hiểu được cái chuyện đó rồi cho nên có những người đó đi chữa các chỗ khác có đá mua rồi bảo vệ tôi chưa hoàn hết tới đây mà thêm cái là nó tới gần như thế này nó phải rồi bởi vô tình mình kích thích cho nó phải nó khỏi được nên là tự nhiên nổi tiếng trong cái thầy vừa thành thử ra cái này đó chị em thấy để chúng ta có được cái tiên liệu ví dụ như bây giờ người ta bị hai tháng người ta tới chúng ta chữa họ bị được nào rồi bây giờ bị hai tháng rồi thì chúng ta nhớ một cái một tháng nữa sau khi ta chữa thì nó cái này bệnh mình ăn xuống khá lâu 4 tháng nữa thì nó phục hồi nó trước năm tháng như vậy 4 tháng sau nó khỏi nó nói được cái thời nó như vậy. Mà thực sự ra đó là sự tính toán của chúng ta thôi là chúng ta biết được cái thời điểm mà à, chị em nắm được cái chuyện này ha. Cái não con người ta nó rất là kỳ bí như vậy nhưng nó cũng có cái hay nữa là như thế này đó là để bình thường nha. Còn khi chúng ta chữa mà chúng ta kích ứng thêm nữa thì chúng ta có thể nói nó có cái tiến triển nhanh hơn nữa thay vì 6 tháng thì chúng ta có thể lún xuống và 4 tháng là 3 tháng là khi mà chúng ta phải nói rõ cho ở cái này bệnh này phải mấy tháng ở để chừng 3 tháng nữa thì chúng ta phải cái đó chúng ta phải nắm được để chúng ta biết được điều trị rồi những cái trường hợp như thế này thì sau này chúng tôi cứ chuyển lại đây chị em để rồi chị em khi mà gặp những cái bệnh nào liên hệ đến cái vùng nào đó trên đầu chúng ta đấy để chúng ta có thể chúng ta sử dụng cái đó để chúng ta điều trị hỗ trợ thêm. Rồi cái thứ hai nữa chúng ta thấy được rằng sau này các nhà nghiên cứu đã tìm thấy được cái gì ta gọi là cái hồ chán lên đây là cái chán của chúng ta. Đây cái hồ chán đen ở chỗ vùng này nó có xuất hiện được cái người ta gọi là một cái chú lùn dị dạng, có nghĩa là thì cái chú lùn đó cái đầu nó rất to nhưng chân nó thì đẹp rất nhỏ. Đây chúng ta sẽ thấy trên cái vùng này để rồi chúng ta sẽ thấy có những cái trường hợp gì nhiều khi người ta chữa ngay ở cái vùng này thôi mà có thể khỏi cái bệnh đều. Đó là do cái hồn trán lên của đó tổn thương cái nào đó ép lên đầu xuống và cái trán nó đập xuống từ đây nó làm chấn thương vào đầu ta sẽ chúng ta nắm được cái này nên nhiều khi chúng ta dây bấm và là chúng ta xoa bỏ vân vân đó trở lại phục hồi có những người cái chân để yếu như vậy chúng ta không chữa được chúng ta chỉ cần dùng cái này lan lên và bỏ vào thì dầu xoa bỏ cái vùng này nó sẽ phục hồi lại cái chân cho người đó nếu chúng ta hiểu được rằng đó là cái vùng phản chiếu từ đó chúng ta kích ứng nó sẽ gây cái phản xạ và nó không phù hợp với chúng ta đó là những cái vùng phản chiếu của trong cái trạng của con người ta rồi trên vùng đỉnh đầu cũng vậy nhất là cái vi đầu chậm trẻ đi học sơ hóa đầu chậm tất cả những cái vùng ở trên đầu chẳng hạn như những cái vùng mà gọi là vùng vận động rồi vùng cảm giác vân vân thì nói chung là như thế này cái vùng đầu một cái câu chuyện nghiên cứu của Trung Quốc thấy là tấm trên vùng đầu đó thường là có khi chúng ta xoa 200 lần nó sẽ có một sự đáp ứng đối với lại tất cả cái vùng liên hệ đến cái đầu của chúng ta. Chẳng hạn chúng ta thấy cái vùng đằng sau này có liên hệ đến với lại cái thị lực từ đây kéo đây mà cũng chỉ hai cái này qua thị lực. Còn số người nào đó sau khi cái vùng đằng mắt mà không nhìn thấy hết và chúng ta lấy cái vùng thị lực này và cái kết quả cung cấp cho thấy là cái con số 200 thì chúng ta có nhìn đúng 300, 400, 500, 100, 200 vân vân. Chúng ta thấy là con số 200 là con số tuyệt vời nhất và mang lại cái hiệu quả cao nhất. Thế thì ở đây chúng ta có một cái nhìn vân
chị nhớ. Tại sao không là 300, 400, 500? Ừ. Tại là 500. Anh chị em ha. Anh chị em để ý con số 2. Ừ. Con số 2 như âm. Số âm. Mà số âm thì bằng gì thì em sợ. Ừ. Cái vùng thị lực đó thì tổn thương là do chị con máu nó không bơm lên tới được não, không bơm được vào trong mắt. Thế thì bây giờ chúng ta kích ứng thay vì số 100, 300, 500 lần thì chúng ta dùng một số 2, bởi số 2 là cái con số nó về âm, cho nên nó sẽ dẫn quy vào huyết, huyết dẫn tới vào trong cái vùng, đây là kinh lực, cho nên nó sẽ dẫn vào mắt, nó làm cho sáng mắt, để chị em nắm được ý của người ta làm người ta. Nhiều khi người ta chỉ có 4 lần. Bên đi học hiện đại là một số thống kê, cái ngành thống kê học của Tây Phương rất là hay, thống kê hết tất cả con số số này kia, thấy con số nào mà lại hiệu quả nhất nhưng là con số đó người ta công bố như vậy thôi. Còn phần chúng ta tìm hiểu là sao cái con số nó mang lại kết quả như vậy thì khi chúng ta làm chúng ta ý thức được hơn. Còn kia là chúng ta thấy là người ta công bố bấm 208 là chúng ta bấm, chúng ta sẽ nghĩ là tại sao nó khỏi. Và còn bây giờ chúng ta có ý thức được rồi thì chúng ta sẽ không chỉ dừng ở chỗ đó, còn cái khác cũng đều có như vậy. Rồi kế tiếp nữa, gần đây chúng ta thấy có một phương pháp mới được gọi là New Start Therapy. Tiếng Việt Nam của chúng ta dịch qua là đầu châm thì theo tôi là không hiểu lắm. Bởi vì sự khác có nghĩa là sọ não. Sọ não cái bên ngoài. Chúng ta thấy sọ não nó có bên trong, còn cái bên ngoài nó có cái vùng bên ngoài này hoàn toàn là che đậy cái sọ não. Thế thì khi kích thích vào đây là kích thích vào cái sọ não, không phải là kích thích vào cái đầu. Nhưng mà tiếng Việt Nam chúng ta thì khi mà nói cái sọ não này nó ghê lắm. À, trên tôi biết là tác giả nào đã dịch là đầu châm, cứ vậy thì nó sai, nó sai mà cô đẩy cứ cho nó là đúng đi, nhưng thực sự nó nhiều cái thấy dịch sai quá nhưng cô đẩy anh chị em hiểu vậy. Có nghĩa là những phương pháp này người ta dùng thay vì châm kim vào chúng ta có thể dùng tay trong này. Thì gần đây tác giả cho nó tôi là ông này tìm được phương pháp này. Bây giờ nó tác giả người Nhật. Còn cái Start Therapy đó thì là một người Trung Quốc. Trung Quốc đã tìm ra từ năm 1958, nhưng mà mãi gần đây là năm 2010, không xin lỗi, 2008 thì Yamamoto đã tìm ra cái phương pháp đầu châm mới. Ông ta gọi là tân đầu châm, liêu tân đầu châm. Anh chị em thấy ông ta có những cái huyệt khác hẳn, cái vùng mặt chiếu khác hẳn với lại là tân đầu châm. Thì cách nào thì cũng được thôi. Đây là những cái dành cho những chị em nào đi sâu vào tâm hồn. Đây thì nêu lên một cái chân chung cho những chị em thấy. Có những người ứng dụng phương pháp đầu châm chân chất tâm có kết quả. Có người ứng dụng phương pháp tân đầu châm này có kết quả. Đấy là tùy mỗi người, tùy anh chị em có thể có cái điều kiện cách nào đó ứng dụng được càng tốt không sao. Cái tiếp nữa, chúng ta có một phương pháp nữa gọi là diện châm. Thật sự ra thì cái phương pháp này dùng cái từ tôi thấy sẽ gây rối loạn cho anh chị em, là tại vì cái diện châm là của Trung Quốc, cho nên tôi phải dùng cái từ diện châm mà có chữ Việt Nam là như vậy đó. Bởi vì diện châm là của Trung Quốc từ năm 1972 trong cuốn sách trong Quốc học Thượng Hải đó. Thì Trung Quốc đã công bố cái dịch châm rồi và họ có dịch châm ở trên vùng mặt, nhưng sau này thì anh Hồ Châu ở Việt Nam đã tìm được cái cơ chế khác nữa. Và ở đây chúng ta thấy tìm thấy được rằng cái sự ảnh của con người đó nó nằm ở trên cái khuôn mặt chúng ta. Và do đó chị em nắm được cái này thì em sẽ chữa được nhiều thứ rất là hay. Tôi có đọc được một cái công trình nghiên cứu của một bác sĩ Nguyễn Đức Quang từ trung tâm chấn thương chỉnh hình. Anh ta
cũng chẳng học gì về cái những cái này đâu, các bạn đã nhìn cái hình đồ, đã nhìn qua cái hình đồ này, hình đồ và bạn đã thấy những cái chi em những hình đồ này cảnh là hoàn toàn Việt Nam không đâu, mà cả cộng hòa Liên bang Đức của Liên Xô thì nó nắm những tố tố không phải không đâu. Thế thì bây giờ những cái này cũng không thường. Nghe cũng không đúng rồi có đó. Đẹp, ông bác sĩ Quang này là một trong số các bác sĩ của trung tâm chấn thương chỉnh hình. Thế là anh ấy làm hoàn toàn là thuộc về phương pháp bên Tây y nha. Bạn cho thấy cái đông y có những cái điểm hay. Thế thì anh chị em biết vì là một bác sĩ cũng có trung tâm chấn thương chỉnh hình và chuyên môn để điều trị về chúng ta mà chấn thương do bé ngã rồi. Thậm chí có những người chị em biết bị chấn thương xong phải cắt cắt tay hoặc cắt chân. Thế thì nó có một cái trường hợp nó xảy ra như thế này, chị em có những bệnh nhân mà bị giật hết tay thì người ta phải cắt cắt bỏ nó đi. Ví dụ bé xuống và bị xe nó ngã thì người ta cắt bỏ cái này đi, ta gọi đó là huyệt cục chi. Cục chi có nghĩa là người ta cắt bỏ cái chi nó đi và nó có trong y khoa có một từ nó gọi là cơn đau. Cơn đau cục chi và cái cơn đau này là cơn đau có nghĩa là gì? Bệnh nhân đó sau khi bị cắt tay rồi đêm về vẫn đau đớn, có cảm giác mà mình không bị cắt à, và cái hiện tượng đó người ta gọi là cơn đau ảo chi. Ta biết cắt đó là thành gọi cơn đau ảo chi. Dạ. Cái vết thương mà hổ cắt đó, bệnh nhân đêm nằm rên đau đớn khổ sở lắm vì người ta mắt ta nhìn thấy, người ta bắt cảm nó đau. Mà anh chị em biết những bệnh nhân phải đau này rồi cuối cùng phải làm sao đến ngủ được và xin thuốc ngủ. Cái bác sĩ Quang này là các em bác sĩ mà cả trẻ mà phải trực bệnh viện tối nào thì đi khám thấy người ta đau đớn khổ sở há đơn thì đau cứ xin thuốc mà thuốc thì đâu mà cấp cho được nhiều. Cách đây 20 năm về trước thuốc men không được dồi dào như chúng ta tự nhận thì những cái mô mạng cho trực này cho rất đau sốc lắm. Thế thì tự nhiên trong đầu anh ta sau khi nghe nhìn lên hình ảnh anh ta nghĩ ra được cái là mình có cách nào để mình cắt cái cơn đau đi, tại vì cái này đây là cái cơn đau cảm giác này nó dẫn đến cái não, cái não sau khi bệnh nhân cảm thấy vẫn đau là trong cái não người này vẫn còn vương vấn cái cảm giác người ta cắt cái chân, cắt cái tay chân đi bây giờ vẫn đau như vậy. Thế thì bây giờ anh này mới nghĩ bây giờ nếu mà theo cái lý của ông Phan Kiên bây giờ chúng ta tìm cái phản ứng nào mà mạnh hơn cái đơn nào bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái xung à, cái xung nào đó mạnh hơn cái cơ cao thảo chi này thì bệnh nhân ấy đó là suy nghĩ của anh ta bắt đầu vậy. Sau này đây là cái lúc mà sau này anh ta nói là cái anh ta mới nghĩ như vậy rồi thì anh ta mới dùng cái mai hoa chân trong là cái bước như thế này là hai đầu, đầu bên này là một cái vuông và đầu bên này là một cái đinh, nó gồm có 7 cái đinh, nó gọi là thất tinh châm. À, đây nó còn gọi là thất tinh châm. Châm tức là kim đâm vào, thất tinh đó là 7 cái đinh. Thế thì anh ta mới nhìn vào cái hình này. Đây anh ta nói là đây về cái tay của bệnh nhân, đây là cái chân của bệnh nhân. Anh buông tay phải không? Anh đau ở vùng này, anh lấy cái búa anh gõ từ đây gõ ra, đây là não này, anh gõ từ đây gõ ra, đến đây anh gõ nhiều hơn, gõ đúng máu, gõ trong đúng máu nghĩa là chúng ta kích tạo cái ứng đưa bệnh nặng ở dưới chân vùng này mày buông từ đây phải không? Thì không gõ ra nhiều, mày buông trên đầu gối nó gõ ra nhiều hơn. Thì anh ta cảm nhận lần sau khi anh ta gõ xong, anh ta đi cũng phòng, không phát thuốc. Tối hôm nay là không phát thuốc, tôi ngủ cũng chả đau gì hết. Gõ chơi thôi, hồi đó anh không tin, gõ chơi thôi.
về sáng sau bệnh nhân lúc mà chồng đã đi trước khi mà bàn giao thì thăm hết một bệnh nhân, nhân bỏ thông báo xin bỏ xong tối qua em hết đau ngủ nhất không còn có giật mình nó sẽ hạ như vậy của bộ có lý ạ. Lần sau cứ nói là nó sẽ trực nhận trong một năm năm trời ta báo cho biết trong năm năm đó em làm rất là bệnh, không bệnh nhân nào đang trực phải tốn một tiếng thuốc giảm đau hoặc làm đi một bộ chỉ có bỏ đúng cái thuốc đó hả anh cô chi chi trên được gọi đây cũng một chi nữa để gọi đây theo cái vùng mà trục thuộc đó. Tại vì cái chỗ cột này nó vẫn còn cái cảm giác của nó làm sao đó nó mới đưa lên trên cao. Nó mới báo cho mình biết rằng là tạm cột này. Từ đầu quá, nó mới cắt đầu quá. Mặc dù có thuốc mê ở đây nhưng mà cứ mỗi lần nhìn tới là nhớ cơn đau. Và cái đau đó người ta gọi là cơn đau ảo chi. Đau do không còn cái chi. Và bây giờ nếu chúng ta tạo được một cái cơn đau đó thì điều đó như là gì anh chị em có bệnh nhân cứ bằng đau họ rất là đau. Đau lớn lắm mà có nhiều bệnh nhân nhất là những bệnh nhân làm cố lắm phòng chuột bị tính một điều các ngón tay của mình thời gian cứng lại à chúng ta cũng có thể lấy đây những chị em đây các ngón tay nó nằm ở cái vùng thái dương đây là cái gáy của chúng ta thì nó tương ứng với ba ở giữa này tương ứng với quỷ tay và cuối này sẽ tương ứng với các ngón tay đó thì chúng ta có thể dùng gõ vào đây hoặc là chúng ta xoa dầu ở đây hoặc là chúng ta kích thích cách nào đó ở cái vùng này cái mặt đây thì có trường hợp như thế này thì em có một bệnh nhân của ai cũng sưng đỏ nó cứng ngắc lên nó sưng lên như vậy đau lắm chị em biết nó dính tới dần dần là thoái hóa tốt nó hư cái con tay biến dạng tốt luôn thì tôi dùng cái bút mà để lấy màu trong cái của người chủ đường anh chị em nó cũng hại bỏ hết luôn hết máu mình ra ngày sau bệnh nhân thấy sẽ hết khi nó có chỗ thoát thì lập tức là chỗ này đây là những cái để cho anh chị em có thể nắm được để sau này trên lâm sàng chúng ta sử dụng khi em nắm được anh chị em chỉ có tỉnh tiến thôi xem thử cái vùng phản ứng đó người ta đau đó đó nó biểu hiện lên ở chỗ nào à, có những trường hợp có những bệnh nhân bị cái lồi đốt sống hay là dưới đệm vân thì có thể để cái cuộc sống của bệnh nhân đó. Và đây chúng ta có thể tác động ngay từ cái cuộc sống của bệnh nhân này rồi nó đánh tìm xem cái đốt nào là cái đốt mà đau nhất chẳng hạn như ta ngang thẳng lưng nó một mặt vùng nào cái chân mấy người nó bị nhận cái gì ở đây tôi để anh chị em nghe một trường hợp. Tôi có một em học trò bên trường đại học y dược học năm thứ năm cuối rồi em với cái thời gian đó là cái thời gian của năm thi tốt nghiệp đó mà thì hôm đó sáng nó gọi điện cho tôi là thầy ơi giờ em đang chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi mà hôm nay em đang bị trí đau quá tại vì ăn em chỉ em biết ở trong ký túc xá ăn toàn đồ khô là ăn mì gói này kia đường canh biết chẳng có nữa ăn nó ăn qua gần được mà tắm đầu là học nó vào hôm nay còn chỉ ngồi bây giờ không thể ngồi mình ngồi dễ hết thì cái chuyện nó đòi ra nó ngồi xuống là nó dí vào cái ghế ghế đau quá mà bây giờ công việc nhiều quá giờ em không thể không ngồi được nào không năng nó cũng đau nữa giờ thấy có cách nào thì tôi mới nói với nó như thế này bây giờ em tưởng tượng đây là cái mông của em đó, đây là cái mông của em thứ hai cái mũi là giống như là cái mông của con người đó đó thì cái dưới này nó chính là hậu môn của mình cái điều gì đó sát đây đó bây giờ em tưởng tượng nó đánh tìm cái điểm đau nhất là sự mềm lên cái tim tại vì nó khi chồng mình có kim chích thì em lấy cho tôi cái tim số 26 là cái tim nhỏ nhất em để ngay cái chỗ mà em vừa mới chuyển cái đau nhất là em bị thích ngay là tôi sẽ trùng kinh gạch tiếp hồ sau thì nó gọi điện cho em ơi công nhận kỳ cục thật em còn kích một cái thì em tạo cái ký tên họ vô của em nó như có cái sự trực tiếp nói rõ là em hữu tình bây giờ em ngồi thoải mái không nằm cái đó à, thì có nghĩa là cái vùng phản xạ đó chị em nghĩa là chúng ta tìm cho ra được cái đúng cái chỗ thẳng làm sao đó cho nên chị em đừng lấy làm là tại sao mà có những trường hợp bệnh nhân kinh một cái gọi được đó là tác động của phản xạ vấn đề là mình phải tìm cho ra được cái
vùng phản xạ nó nặng một chỗ nào trên cái khuôn mặt của bạn thế nào. Hạn như lần trước cũng có một chị như vậy. Anh thấy là nhờ con không biết đi xe, nhờ con chở tới tôi bị chữa bệnh. Thì đứa con thì đang mãi xem lên ở trong cái điện thoại di động. Má bảo chở má về con. Má đang trong một phút đó mà đi ra ngoài bỏ con chở má về. Thì bà ấy leo xe, bà mới nhớ biết tên thì là con rồi bà chạy tới. Thì bà rơi từ trên đó xuống này mình cố cái mông nó dọc xuống cái này mau lắm chị em là con đi chắc nó đang chơi game không cần phải chạy tiếp sống đi nha. Mà thằng con lên tới đầu đường cách nhà tôi khoảng 500 mét nó mới biết được là mẹ nó bị rớt. Nó chạy luôn mà không biết là mẹ nó bị rớt. Nó nằm bán môi nó có đơn đơn tôi phải ra đi nhìn bà đi vào trong phòng thuốc của tôi. Bà nói khổ đơn được cái gì mà người ta muốn lắm lúc đó nó mở cả đơn đơn lắm. Đây xem anh chị em xem đây cái vùng bông nó này. Khi tôi ăn đến cái vùng này thì rất là đau. Tôi lấy một chút tinh dầu tôi về đây tôi dành. Tôi dành cho bà xong rồi tôi nói bây giờ là bỏ mặt là gì. Tôi dành xong rồi chị dành đi rồi. Thì tôi đi cỡ kim cho bệnh nhân khác. Và còn chị dành xong rồi lúc tôi nói bây giờ làm sao. Thì nó để em không đứng lên bỏ hết tay. Thì có những cái trường hợp như vậy rất là nhanh. Nghĩa là chúng ta phải tìm ra đủ. Khi mà chị làm xong rồi á, hết đau thì là con dần dần nhá chạy đi tìm mẹ mà con mình nhà đó. Nó còn chạy vào trong phòng nó cứ đâu rồi thầy ơi cái nắng phải có thấy má con đâu má con ngồi giờ bây giờ mới biết là má nó bị tẹt xuống mà nhập cái bông mà đau như vậy. Thì có nghĩa là gì, cái vùng phản xạ đó chị em đang tìm đúng được cái vùng đó có thể nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất là nhanh nha. Thế thì anh chị biết sơ qua một chút xíu trên khuôn mặt con người ta nó có phản xạ lại sau cho có thể cung cấp kinh nghiệm thêm một cái ngày nữa mà đây thấy chưa mà sơ qua đấy ông dạy xong rồi bây giờ ông dạy sơ cái mức nhị châm nhị châm tưởng là năm 1947 cái hương khi bị đầu tiên bác sĩ nó nghe không nó nghe bác sĩ người Pháp rồi mình còn được. Ông này là một bác sĩ người Pháp. Ông không biết gì về chân lòng. Nhưng sau này tình cờ ông đọc được một số cái tài liệu về bên công tố. Lúc bây giờ ông mới nghiên cứu coi chứ không phải là một bác sĩ chuyên về công tố. Tôi nói điều này để cho em chỉ một điều. Nó dễ lắm, nó dễ lắm. Cái sự khám phá ở đây là tôi ngờ. Có thế không? Thì ông này ông mới tình cờ là ông mới thấy cái tai của người ta này nó có một cái cấu trúc mà ông thì ông không hiểu về đông y, chứ nếu mà hiểu về đông y đó thì người ta nói đồng thanh tương ứng đồng khí tương hợp, nếu như vậy thì dễ quá. Nhưng mà đối với bác sĩ tây y thì ông ta không hề có cái khái niệm hết, mà tự nhiên ông ta nhìn cái khí ra khai của mình, ông ta nhìn thấy thì ra đây là cái đầu. Đây là một bào thai nằm rộn rộn. Đây cái đầu nằm đây, đây là cái chân. Đây là cái tạng của bên trong. Thì khi bắt đầu nó trên nghĩ là như vậy thì nó trên mới bắt đầu thấy nó hứng thú, thử nghiên cứu. Thì ông ta thấy là có những bệnh nhân mà sau khi mình bị bỏng xong rồi lấy tay để qua đây một cái như thế, đây là cái não. À, rồi đây là cái con mắt. Thì ông ta mới thấy được rằng hầu hết những người mà sỏ lỗ tai là nó ngay vào cái mắt. Sau đó mắt bị đẹp nhèm, về già mắt sẽ bị mờ đi. Sau khi Lô Dê công bố cái này rồi thì dân Pháp hầu như không còn người nào sỏ lỗ tai. Mà người ta dùng bông kẹt tai. Cái làm đẹp là cái chuyện của phụ nữ. À, nhưng mà sau khi Lô Dê công bố xong rồi thì nước Pháp sẽ tiến hành một cái công nghệ là hẹp, số chế ra bông tai này đi hết mà là hẹp trang điểm đâu đó đi ra hết rồi về gỡ lại, à vẫn đẹp.
không bị tổn thương nào. Đấy là điều này các anh chị em thấy sau này, các giới trẻ sau này của Vinh Pháp là hầu như không còn ai sợ ta như Việt Nam mình nữa rồi. Sợ vô đúng không? Điều thứ hai, Nô Dê thấy được rằng những người mà bị viêm gan siêu vi B, bị viêm gan đa số là những người hồi xưa đó người ta không thử máu ở tay, thử máu ở tay. Hồi xưa là người ta nói đây thử máu nhiều không? Hồi xưa lúc mà xưa người ta không có lấy máu ở tay đâu, người ta lấy tay chứ cái tim mà đây mà tim máu đây mình thử. Thì đôi khi tôi thấy rằng những người mà thử như vậy đó, có một số người sau này bị viêm gan siêu vi B, bị viêm gan cái này kia. Thì ông ta mới đặt vấn đề là tại sao những người mà bị thế này thì cái tỷ lệ mà bị viêm gan siêu vi này kia thì một cái người khác. Hồi xưa lúc giờ là nó chưa có kim không sạc là phát đi như chúng ta đâu đó, cho nên nó bị lệ khi mà đưa vào đây những cái vi khuẩn vào đây vào cái vùng này cái vùng mặt tham nhiệt của đông y can tham thiếu của mặt nó liên hệ, cho nên tỷ lệ ở cái vùng này phải tháo ra cái nhiễm đây viêm gan siêu vi là cùng thành lập đúng rồi. Thế thì từ đó Nô Dây tìm ra được những cái rất là độc đáo. Khi mà đã tìm ra được cái đầu đây rồi, thì bắt đầu dần dần nó lên đến cái cuộc sống lưng nào, cái chân nào đây. Và anh chị biết Nô Dây lúc bây giờ rất nổi tiếng. Mà một trong số những cái nổi tiếng nhất Nô Dây lúc bây giờ, theo tôi nghĩ tôi biết đó là cái buổi đó. Trong buổi chương trình đó, có đa số là bác sĩ của Pháp từ tổng tham dự. Có một vị bác sĩ sau khi chụp hình thì nó đã bị sơ hóa cái loại, tức là bôi hóa cái loại này giống nhất không được. Nô Dê lấy một cái này, ông ta nói đây là cái đầu phải không? Đây là cái khớp vai nằm ngay đây kia, ngay cái sụn này. Nô Dê lấy cái kim đâm vào một cái sụn này, mà cái tay nó đau, nó đau. Nhờ người sĩ. Châu xong tập bê bê, nhấc tay lên. Có bác sĩ người nhìn mặt Nô Dê, mày nói đùa hả? Tại vì bác sĩ với nhau mà mày nói đùa hả? Tao đi bác sĩ nói chụp phim hóa tao phải nhấc tay được vì ôn má mà làm sao mà người Nô Dê bảo bạn cứ nhấc tay lên không chơi chơi từ tự tin bố chơi được bố hạ bố chụp bố tay Nô Dê nó chỉ là được làm từ cái phương pháp của cái chiến tranh này. Và từ năm 1947 cho đến năm 1956 thì hầu như nước Pháp lúc giờ cái gì cũng là chỉ trong cái gì là chỉ trong cái hàng đầu của nước Pháp lúc giờ. Thì dần bây giờ nó xì vào nó đi, nhưng mà lúc bây giờ nó rất nổi tiếng rồi đó. Thì anh chị em tưởng tượng cho tôi như thế này, đây là cái đầu, đây là cái cổ sống lưng này, đây là cái chân này, đó, đây là cơ quan này. Sau này chị em có cái chiến trọng, nó đó, cái thẩm thức. Nô Dê thì nó là người đầu tiên vô công đã tìm ra được cái sự hình thành cái hoa tai, đó là một bào hai độ ngược. Ông ta dùng tức bào hai độ ngược giống cái dây đĩa bào đây nằm. Chị em thấy giống cái dây đĩa bào tai nằm ở đây. Bây giờ chúng ta tới cái tay. Hai cái tay của chúng ta cũng thế nữa. Tất cả các phần thiếu nó đều không thể nằm ở trên cái lòng bàn tay của chúng ta. Đây là bàn tay bên phải và cái bàn tay bên phải. Tất cả đều nằm trong nhau một tay. Tự tìm ra cái đèo khổ như chúng ta hết như vậy. Vấn đề là bây giờ chúng ta chỉ cần nhìn cho ra được. Cái vùng nào là cái vùng bao tử, vùng nào là vùng tim, vùng nào là vùng răng, vùng răng. Khi người ta bị bơm á, thì chúng ta có thể sử dụng được. Và đây cũng là một cái mà chúng ta thấy rất là có lợi. Bởi vì khi mà cơ thể ta bị bệnh như vừa rồi ta nói, cái phản ứng nội tạng da nó sẽ xuất hiện ở phía bên ngoài. Khi trong nội tạng bị bệnh nó sẽ xuất hiện ở cái vùng nào đó trong cơ thể của người ta. Và nếu chúng ta tìm được cái vùng đó, chúng ta xử lý thì nó sẽ điều chỉnh được ngay. Và cái điểm hay của cái này là vì nó là phản xạ thần kinh đi lên trực tiếp lên não và nó xử lý được ngay, không qua trung gian, không có gì hết. Như vậy thấy mình làm gì vậy, cái trung gian thì nó lâu ra lắm, nó phải kia trực tiếp tay sẽ xử lý được rất nhanh. Đây là cái để cái rồi dưới lòng bàn chân của chúng ta khác tất cả các cơ quan cả cổ đều có thể nằm về vùng chân, đặc biệt chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta của người đó nằm ở hai bên này. Sau này chúng ta sẽ đi vào tâm trí của anh.
cái sân tôi có cả cái này và cái vùng mắt trước này cái chèo sẽ nắm được chúng ta điều trị được dễ dàng hơn. Nhiều điều nhiều đó là cái khu vực được trí được. Bây giờ chúng ta đi sâu vào những cái vùng trí chân một chút xíu nha. Thì Nogie đó ông đã chia ra cái 10 cái vùng trí chân và anh chị em đã biết rồi chúng ta nắm chia ra như thế này chúng ta sẽ có thể dẫn nước tới là cái này để chúng ta điều trị. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần nhớ rằng đây này, đây là hai cái đầu. Để chúng ta hiểu rằng đây hai cái đầu, đây là cuộc sống. Và bên cái kênh bên phải và bên trái chúng ta sẽ có cái tạng khác nhau. Bên phải chúng ta sẽ có gan mật, bên trái chúng ta sẽ có tử, tinh dương vật. Tất cả những cái gì mà trong cơ thể chúng ta ở trên này thì nó sẽ đều xuất hiện dưới chân của chúng ta hết. Nên chị em nắm được cái nguyên tắc của nó là như vậy, chúng ta sẽ có cái khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta muốn tới các cái khu cảm xạ chân. Sở dĩ nó đi cái chân sâu hơn một xíu là tại vì hiện nay nó có tới 4 viện nghiên cứu ở Mỹ, có tới 4 viện nghiên cứu chuyên về chân và nó đã đi phổ biến ở các nước trên thế giới rồi, họ đã dẫn xuống tất cả các nước trên thế giới. Do đó mà cái cảm xạ chân được nghiên cứu sâu nhất. Còn cái cảm xạ mà tay cũng có được không, tay hay mặt cũng có. Nhưng mà nó làm thì những sự lập phong trào có thời gian từ năm 1986 cho đến năm 1990 đến gặp của Việt Nam cũng như đi đến đâu cũng là chiến trận nhiều phát triển chung có rồng rộ lắm à, cũng như bây giờ các anh chị em trên mạng thì đâu cũng toàn là cũng còn chỉ đạo cũng có những công lực trên mạng thôi, nó làm những có cái phong trào có thời gian đấy à, thì tôi cũng nghĩ như vậy đó. Lúc đầu nó chỉ là cái chân thôi, rồi dần dần người ta mới nói chân thì bây giờ chẳng may giờ anh cụt chân thì không có tính sao đấy, lại bắt đầu nghiên cứu lên cái tay, bây giờ anh cụt tay không sao, lại tính lên cái mặt, cái mặt nó giờ nó bôi phấn bôi kem nhiều quá gì thay được nữa thì sao lại có cái tay, tức là không xử lý ở chỗ này chúng ta có cách xử lý ở chỗ khác để cho có thể mang lại được điều chỉnh được trong cơ thể con người chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng phần của cái chân. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái huyệt, chúng ta gọi cái huyệt đầu hay là cái đại não. Và chúng ta sẽ thấy đây, trong cái não của con người ta nó gồm có não này, có cái não, thân não, vật mà nó nằm trong cái đầu chúng ta. Và anh chị em sẽ thấy đây, nếu chúng ta coi cái ngón chân cái này, đây là cái đầu của con người ta, thì cái vùng mà đại não nó nằm ngay giữa, nằm ngay giữa của cái phần kinh cái chỗ này là hai chỗ này là hai cái cũng như là tay chúng ta mà là hai cái huyệt tương ứng với đại não chúng ta. Thế thì đại não nó sẽ chịu được chữa những cái gì anh chị em biết cái não của chúng ta chỉ huy hết và gần nhất chính là cái vùng đầu nha. Cái vùng đầu chúng ta có huyết áp tất cả cái gì ở trong cái đầu chúng ta, tháng đầu căng đầu mất ngủ chúng ta đều nằm trên cái vùng đầu chúng ta. Vì thế mà anh chị em sẽ lưu ý dùm cho tôi cái huyệt đầu. Đặc biệt là chúng ta sẽ có cái huyết áp cao dẫn tới cái đầu. Khi anh chị em nhìn cho tôi cái ngón chân à, cái ngón chân như vậy chúng ta thấy cái phần dưới nào, đây chính là cái não và cũng đây cũng chính là cái tuyến yên của con người ta luôn. Và bên này cũng là cái tuyến tùng, chúng ta thấy ba cái vị trí này đều là một. Nó có thể là não, có thể là tuyến yên, có thể là tuyến tùng. Ba cái đó đều còn nằm một chỗ, chỉ khác nhau một chút xíu thôi, xê xịch một chút xíu thôi. Thế bây giờ chúng ta sẽ có từng bước một của chúng ta nghiên cứu chuyện này. Cái vùng não thì nó sẽ liên hệ đến cái đầu rồi, chúng ta sẽ có những bệnh về não về đầu. Riêng trường hợp thứ hai, cái thứ hai ở tay chúng ta cũng thấy y hệt như vậy. Cái ngón tay cái chúng ta đây chính đây chính là cái não, thì cái nào ấy chứa vào cái vùng đầu, cái nào ấy ngón tay. Thì nếu anh chị em không làm ngón chân làm ngón tay cũng được, nhưng mà ngón chân thì mạnh hơn, thế thôi.
Thế tiếp nữa chúng ta sẽ có chúng ta sẽ có cái công bằng sản tuyến điện. Nó không nằm ở cái vị trí gần như vậy hết. Thế nhưng bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu cái điện. Người ta ví trong đô thể con người ta đó, cái tuyến điện là cái tuyến quan trọng nhất. Nó chi phối toàn bộ hệ nội tiết. Và người ta ví cái tuyến điện này chính là nhà cửa. Trong đó chúng ta có ở trên cổ chúng ta có tuyến giáp, ở dưới này chúng ta có tuyến nữa, tuyến tùy, tuyến động mạch và tuyến sinh dục. Đây là hệ nội tiết của chúng ta, gồm có các tuyến này. Sau này đi tới từng tuyến tôi sẽ nói tới. Đây chúng ta thấy người ta ví cái anh cái niên này giống như một cái anh nhạc trưởng của một cái dàn nhạc, mà anh chị em biết cái anh nhạc trưởng của một cái dàn nhạc, tất cả hàng trăm nhạc công ở dưới, nhưng mà phải khen sự điều khiển của nhạc trưởng này. Anh nhạc trưởng này cầm cái cây lại bao lúc bây giờ đã làm mọi người, có nghĩa là anh nhạc trưởng đó là cái người chỉ huy. Thế thì chúng ta thấy có những bệnh nhân bị những bệnh rối loạn về tuyến giáp, bệnh về tuyến hớp, về tuyến tùng, đến động mạch, đến sinh dục vân vân, nhưng vẫn đều là do từ bệnh tuyến điện này này. Cho nên nếu chị em chữa một số những các cách nội tiết này thì cũng đều phải nghĩ tới cái anh nhạc trưởng nhân viên. Chứ thế giả sử sau này chị em chữa một số những đó là từ cái tuyến tùy này này. Cái tuyến tụy này nó sẽ sản sinh ra cái insulin. Thế bây giờ khi chúng ta chữa cái tuyến tụy này, nếu mà chúng ta chỉ cung cấp insulin để không cho cái tuyến tụy này không thôi, thì chúng ta chỉ chữa một chút, đưa vào thì nó hết cái lượng đường, hết nó lại trở lại. Bên đó nếu trong cái ngành bấm chân của chúng ta có hai cái đó, là khi tôi bấm cái huyệt về tuyến tụy để điều trị insulin rồi, tôi bấm tiếp cái huyệt về tuyến yên là tôi sẽ ra lệnh cho thần tuyến tụy này và nó trở đi làm việc, dù ta không có bóp, dù ta không cho thuốc mày vẫn phải tính khác nhau với anh uống thuốc thì nó có thuốc hết thuốc nó lại những ngày nào được nữa. Anh chị em thấy cái điều đó, còn nơi chúng ta sẽ chữa như vậy đó, ta biết được tất cả các cái rối loạn của cái tuyến nội tiết này đều do cái nhạc trưởng này lên à. Như vậy anh chị em thấy cái tuyến tụy một số những tuyến rất là quan trọng nha. Tuyến yên là một trong số những cái tuyến rất quan trọng chỗ này. Rồi bây giờ anh chị em lưu ý ở đây, ngoài yếu tố điều chỉnh các cái tuyến nội tiết rồi, thì tôi cũng muốn lưu ý cho anh chị em thêm một vài cái điểm độc đáo của cái tuyến yên một chút xíu. Chính nơi cái tuyến yên này và đằng sau nặng này nó sẽ xiết ra một cái chất người ta gọi là ABA, anti diuretic hormone. Đây là một cái chất dùng để giúp cho cơ thể chúng ta điều chỉnh được cái lượng nước tiểu. Anti là chống lại, diuretic là tiểu, hormone là nội tiết, là chất nội tiết tố. Chúng ta biết được rằng trong cơ thể con người chúng ta nó có hai dạng. Trong pháp của bệnh diabetes cũng như là bệnh nhân đái tháo, đái tháo thì cái đái tháo này chia làm hai loại. Loại thứ nhất gọi là đái tháo đường, là bệnh tiểu đường đó, tức là bệnh nhân đi tiểu nhiều lắm, trong cái tiểu nó có chất đường. Cái thứ hai gọi là đái tháo nhạt, là cái này nước vào bao nhiêu thì ra bao nhiêu mà cái nước nó nhạt nhất. Cái nước của cái này này nhạt nhất, còn cái anh này thì là có đường, nếu thô thì thấy ngọt có đường, nhưng mà anh này thì nó nhạt nhất thôi. Và cái chứng bệnh đây diabetes đó là một chứng
đi. Uống vào 20 lít nước thì ra đủ 20 lít. Trong cơ thể mình không kiềm chế được cái đường độc. Đó là gì? Là do cái tuyến liên này nó không tiết ra được cái chất thải ra. Và cái người đó, anh chị em sẽ thấy cái người đó càng ngày càng gầy, gầy tóc thì cũng chết. Tại vì uống nước bao nhiêu, ra hết bao nhiêu. Rất là khát, khổ sở của người đó, khát lắm. Nó có phải bê tầm thùng 4-5 lít nước, uống hết 4-5 lít nước phải rồi. Và làm sao mà đái ra là nó phải uống nước. Mà chị em thấy càng ngày uống nước với đá như vậy thì con năm lít nhân dân nó bơ hở cũng chết. Năm 2008 khi tôi qua bên Mỹ, vì tôi làm trường học y hệt như vậy, một bà mẹ nó bây giờ là một bố hơn dẫn một đứa con 21 tuổi cụ trai tới bà khai với tôi như thế này. Tại vì mấy ngày trước đó tôi có chữa được một đứa cháu đó, cháu của bà bị đã dần hết. Hôm qua dẫn đến thằng đó lớn cao 21 tuổi thằng đó cao hơn luôn đó. Tôi chỉ tới đi cái cỡ cổ nó còn cao. Bà nói tôi như thế này, ông xem cửa có chữa được thằng cha tôi không? Nó bảo từ năm 14 cho đến giờ phút này, một ngày nó đi tiểu khoảng chừng 50 lần. Đó, nó bị cái hội chứng đi tiểu 50 lần mà nó uống liên tục đó. Và cái khổ nhất của nó là bây giờ nó phải bỏ học. Thứ hai, nó đang chơi cái chân trong cái dạng kèn này, nó chơi kèn trong cái dạng này phải bỏ. Cái thứ ba, nó mất người yêu. Không vô nào cảm thấy, tại vì nó cứ bị cái bệnh như vậy. Thì bà mới hỏi tôi là bây giờ á, tại vì lúc trước cái cháu bà hết ra chồng, bây giờ tôi có thể chữa cái này không bà? Cháu của bà chị ấy, bà chị ấy thì bà mới hỏi tôi chữa cho tôi nói cái này thì cũng có thể chữa được mà có thể chữa được hay đâu. Bà hỏi tôi là bà không. Thì tôi nói bây giờ hiện nay thì tôi đang ở đây, tôi chỉ còn ở tiểu bang là tầm thời gian thôi, rồi sau này tôi cũng có bà khác. Trong 10 ngày này tôi sẽ có bác cho tôi học. Thì anh chị biết, đây cũng là lần đầu tiên gặp cái bệnh này. Cũng rất là lạ. Đó, nhưng mà tôi nghĩ tới nay cái chứng này. Thì ngoài những cái huyền mà để chữa đi tiểu không nói chị, tôi biết là tôi cũng đi được cùng. Tôi cũng bé là trong suy tư của tôi thôi. Tại vì mấy lần đầu tiên mình gặp một trường hợp rất là lạ. Thì khi mà tôi dùng thêm cái huyền tuyến yên này vào, thì đến ngày thứ tư, sáng hôm đó mẹ nó đỡ nó với tôi như thế nào. Ngày hôm qua cháu nó chỉ còn đi đái 8 lần. Đến hết ngày thứ tư đi đái còn bà có 6 lần. Và đến hết một tuần lễ đi lái 4 lần trở lại như bình thường. Như là cái hạn định tôi ra cho 10 ngày nhưng mà đỡ 7 ngày đó. Thì hết cái ngày thứ 7, tối ngày thứ 7 bà tới bà nói tôi như thế này. Tôi rất cảm ơn ông. Thì phải chữa cho cái bệnh mà của cơ con tôi còn cả tất cả các bác sĩ những người trong một ngày để bỏ ra cho đủ Trung Quốc mà nó không hết. Nhưng bà bảo nhưng mà cái mà tôi cảm thấy tôi vui nhất là cái gì, con tôi đi học được, nó sẽ đi học được trở lại, nó sẽ chơi được trong cái dạng này trở lại, nó sẽ không hồ trở lại, sẽ có người đi trở lại để anh chị em thấy. Chỉ có mỗi cái chỗ này thôi, nó gợi cho tôi mỗi cái từ cái tuyến liên này nó điều chỉnh cái đường huyết tiểu này mà tôi không biết là tại sao bên đó bác sĩ Mỹ là các con không biết đánh các cái thuốc như thế nào tôi không biết, nhưng mà rõ ràng người ta cũng không chú ý đến cái tuyến liên này. Nhưng một điều thì em thấy là chúng ta nghiên cứu cái chuyện này, sau này thì em đọc lại những bệnh nhân những cái chứng bệnh của người bệnh tiểu đường là một, tiểu đường nó cũng là một ý thức tiểu nhiều quá, nó cũng đo đái lại không cần kể được. Và cái thứ hai là đi đái khác nhau, khổ sở của những người khác nhau là vậy. Lúc nào cũng đi đái uống bao nhiêu cũng thế. Tôi có xem ở trong TV những cái tình dục của Việt Nam, nó có một cái ông ở Hà Nội ông có thể uống một lúc 40 lít nước trong một ngày, uống hết 40 lít nước. Lúc nào cũng phải nấu cơm, phải mặn nước cho trong một ngày ông phải uống hết 40 lít nước. Nhưng mọi người vẫn cứ gầy mà cứ vẫn đi tiểu ra, uống xong bao nhiêu đi tiểu ra bao nhiêu. À, tôi có xem trong cái kỷ lục ông này đang kỷ lục rất đặc biệt. Nhưng thực sự đây là bệnh lý. À, anh chị em nào ở ngoài